Xin chào bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình sẽ có bác mẫu xe đạp địa hình Zantalong 2 được trang bị bộ đồ chuyển động sau là Shimano FLX, đạp đĩa Alivio và bộ tay bấm là Shimano DOG. Xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, nguyên bản zin 100%, nước sơn trắng xanh rất là đẹp. Xe thì còn khá là mới, em đánh giá cái độ mới của chiếc xe nó phải hơn 90%. Chủ xe đi cực kỳ là giữ gìn, cái độ mới của chiếc xe nó rất là cao, khung nhôm nước sơn nguyên bản trắng xanh rất là thể thao và đẹp. Đùi đĩa FSA thương hiệu phụ tùng của Mỹ, trang bị bộ chuyển động đặt đĩa trên là Shimano Alivio, đồ đằng sau là Shimano FLX, rất là cao cấp của dòng Shimano, gần như là cao nhất. Trang bị bộ lip 10 tầng và 3 tầng đĩa, nó sẽ có 30 tốc độ khác nhau, vành bánh là 26 inch nguyên bản của Zan. Đồng của Phúc Cộc Yên cũng là đồng bộ Zan. Phần tay lái thì được trang bị bộ tay bấm Shimano DOG và phanh dầu Shimano, đi đồng cong đủ đèo. Cảm xúc dầu của xúc dốc, bánh 26 inch. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Hai chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cổng yên là 40 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Chiếc xe có size size S, size nhỏ cho các bác từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m75 đi phù hợp. Đi vào phần chuyển động của chiếc xe, chiếc xe được trang bị 10 lít 3 đĩa, chuyển động rất là vượt màn, bấm nhẹ nhàng êm ái. Chiếc xe đang bán với em mức giá chỉ có là 10.500.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh và ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.